Nhìn lại truyền nhân của những tiểu hoa đình đám nhất hoa ngữ hiện nay, Vương Sở Nhiên khó lòng đạt được thành tựu như Lưu Diệc Phi. Tống Tổ Nhi bay màu thì Dương Mịch cũng xuống dốc theo. Nhìn đi nhìn lại chỉ có bản sao của Triệu Lệ Dĩnh là thành công nhất. Cách đây 2 năm, người hâm mộ hoa ngữ đã cùng bình chọn ra dàn truyền nhân của các tiểu hoa hàng đầu như Lưu Diệc Phi, Triệu Lệ Dĩnh hay Dương Mịch. Rồi chẳng hiểu sao mới thời gian ngắn thôi mà dàn truyền nhân đầy tiềm năng ngày ấy đều đã có những hướng rẽ khó ai ngờ được. Hóa ra chỉ có bản sao của Triệu Lệ Dĩnh là thừa kế được độ hot của đàn chị mà thôi. Lưu Hạo Tồn, Lưu Thi Thi. Lý do Lưu Hạo Tồn được khán giả bình chọn là truyền nhân của Lưu Thi Thi là vì cô sở hữu vẻ trong trẻo, thanh thuần giống hệt đàn chị đó. Tính ra xuất phát điểm của Lưu Hạo Tồn tốt hơn Lưu Thi Thi nhiều. Bởi cô vừa vào nghề đã là mưu nữ lang, được chương nghệ mưu lang C nhiệt tình trong các dự án điện ảnh bom tấn. Khi ấy, ai cũng cho rằng Lưu Hạo Tồn sẽ vượt qua được Lưu Thi Thi cơ. Thế nhưng, sự thật lại chứng minh dù được chống lưng hết cỡ thì Lưu Hạo Tồn chẳng thể nào đạt được thành tựu và duyên khán giả như bà xã Ngô Kỳ Long. Quan Hiểu Đồng, Đường Yên. Nếu xét về mọi khía cạnh trong sự nghiệp thì Quan Hiểu Đồng và Đường Yên gần như chẳng có điểm tương đồng nào cả. Có lẽ, lý do người ta chọn Quan Hiểu Đồng làm người kế nghiệp mỹ nhân phồn hoa là vì họ cùng có chiều cao đáng nể, vượt ngưỡng 1m7 đó. Không may mắn như đàn chị, Quan Hiểu Đồng có diễn xuất nhưng chẳng có mắt chọn kịch bản, đóng phim gì flop phim đó, chẳng thể nào tạo được dấu ấn trong lòng khán giả. Thế nên nhiều người hy vọng Quan Hiểu Đồng sẽ chọn được hướng đi thích hợp để vươn lên, nếu không e rằng cô sẽ bị dàn tiểu hoa sau 95 khác vượt mặt. Vương Sở Nhiên, Lưu Diệc Phi. Trong những bản sao trẻ của Lưu Diệc Phi, Vương Sở Nhiên được đánh giá là cô gái có ngoại hình và khí chất tương đồng với đàn chị nhất. Dựa vào cái danh truyền nhân Lưu Diệc Phi, Vương Sở Nhiên cũng được khán giả chú ý nhiều hơn, làm nữ chính của rất nhiều dự án phim ngon nghề. Tuy nhiên, giữa năm 2023 cô lại gặp nạn khi Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi lên sóng. Vì nhân vật bị khán giả đánh giá là có hiếu với trai mà Vương Sở Nhiên bị pressing lay, soi ra đủ chuyện chẳng hay ho. Tống Tổ Nhi, Dương Mịch. Có rất nhiều khán giả nhận định Tống Tổ Nhi và Dương Mịch có kha khá điểm tương đồng từ phong cách, định hướng phát triển cho đến nhan sắc. Bản thân Tống Tổ Nhi cũng rất biết tận dụng ưu thế của mình để luôn nhận được sự ưu ái của các nhà làm phim hoa ngữ, làm nữ chính của loạt dự án ngon nghẻ như Khom Lưng hay Vô Ưu Độ. Thế nhưng, vì không kiểm soát được lòng tham mà Tống Tổ Nhi bị cấm cửa khỏi showbiz luôn. Rồi chẳng biết có phải vì ảnh hưởng từ truyền nhân của mình hay không mà Dương Mịch dạo gần đây su cà na lắm, phim nào lên sóng cũng flop thê thảm, nhan sắc chẳng còn cuốn hút như xưa. Triệu Lộ Tư, Triệu Lệ Dĩnh. Trong dàn truyền nhân của dàn tiểu hoa đình đám xứ Trung, Triệu Lộ Tư có lẽ là cái tên duy nhất khiến đàn chị phải mắt mặt đó. Nếu Triệu Lệ Dĩnh đã trở thành cái tên dẫn đầu dàn tiểu hoa sau 85 thì Triệu Lộ Tư đang đứng ở vị trí top 1 của lứa sao nữ sinh sau năm 95. Trung bình mỗi năm, Triệu Lộ Tư đều có một tác phẩm tạo được tiếng vang lớn như Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, Tinh Hán Sán Lạn, Vụng Trộm Không Thể Giấu. Sự nghiệp diễn xuất đã ổn định thì chớ, Triệu Lộ Tư còn đang khiến nhiều người phải suýt xoa khi nhan sắc và khí chất ngày càng thăng hạng. Từ hội viên thường trực của nhóm tứ đại phổ nữ hoa ngữ, giờ đây Triệu Lộ Tư đã chính thức tẩy phèn thành công, gia nhập vào hội mỹ nhân sang chảnh của làng giải trí rồi.